Hello mấy bạn, chào bạn Tiêu, chào các bạn rất là nhiều. Rồi trong thời gian chờ đợi thì giờ mình ký sổ đầu bài đi. Rồi chút xíu quay lại điểm danh sao ha. Đúng 20:30 thầy sẽ điểm danh ha. Các bạn sẽ học liên tục 5 tiết mỹ thuật ha. Ước nguyện của các bạn đó, trời ơi thấy ghê không? Nhìn sổ đầu bài ha, toàn là tiết mỹ thuật không nè. Xỉu ngang luôn. Hôm nay mình chấm bài online toàn quốc ha. Đó. Rồi ok. Chấm thì chấm thôi chứ sao. Ít nhẹ ha. Rồi thầy là ai? Ủa em mới là ai? Đây là đâu? Thầy là ai hả? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ mình vô hẳn chương trình luôn ha. Cái gì mới vô đòi đi trễ mấy bạn, thầy chưa có điểm danh mà. Một chút xíu đi nha, một chút xíu thầy điểm danh. Xuân Hoa hôm nay vô sớm ha. Ok, chút xíu sớm sớm em vô mở hàng đi. Xuân Hoa lên sổ đầu bài. Tính là không có muốn ghi em đâu, nhưng mà tại vì em nói thấy ghét quá cho nên ghi. Tiếp theo là bạn Minh lên sổ đầu bài luôn, bạn Huy luôn, rồi bạn Sơn và bạn Thịnh. Rồi ha, bốn bạn này là phải trực thuộc ở đây. Và cái bạn cuối cùng là cái bạn mượn cái bức tranh của người ta để nộp cho tôi, đó là bạn Hoàng Anh ha. Tôi ghi mấy cái người mà tên như thế này đây. Hoàng Anh may mốt không có được mượn bài, lấy bài của người khác để nộp cho thầy chấm toàn quốc nha em. Vậy là không được nha em, chơi vậy là không có đẹp trai nha Hoàng Anh. Hoàng Anh là con trai hay con gái? Hình như là con trai đúng không? Ừ, là không được nha, báo trước vậy đó. Ha, rồi lớp thầy chào các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ chấm bài ha. Ok, các bạn có bị chá quá không? Nè, bên đây thì chắc không có chá nè. Đó. Rồi ok, bắt đầu mình chấm ha. Rồi bài này bao nhiêu điểm mấy bạn? Ghi tên em đi, hay quá ha, giỏi quá ha. Đi trễ mà còn khai báo nữa kìa. Mai mốt mấy em hả mà có đi ăn trộm á, vừa ăn cắp vừa la làng luôn để người ta biết. Gì đâu hả, bực bội trong người hà. Rồi 10 điểm. Bút pháp này rất là tốt, thầy đang thích cái phong cách này nè. Nó phong cảnh các bạn vẽ bằng màu pha ra, thành ra cái gam nó nhu. Nó nhu mì hiểu không? Khổ mấy em. Trời ơi, mới vô một lô phong cảnh đẹp quá hả. Bài của bạn Lô Thị Kim Yến lớp 8A1. Khu vườn mùa hè đến từ Sóc Trăng ha, bạn gửi bài về cho thầy. Ở đây bạn sử dụng là bút pháp là bút chì màu kết hợp với lại bút lông và hình như có cả màu nước trong đây nữa ha, cho nên các bạn thấy cái sắc độ các bạn diễn đạt nè rất là đẹp ha. Thì cơ bản cái này là tranh về nội thất, nó đúng hơn đó là góc cảnh ha, quá đẹp quá xuất sắc về cái đường nét. Về bố cục thì là ổn, nhưng mà cho thầy thêm một cái nữa nào, cái phần mà cái viền cây của em làm nó đậm quá, hết hồn nhìn tưởng cái núi ông nội ơi ha. Em cho nó nhu nhẹ xuống chút xíu nữa. Rồi ok 10. Từ từ đỡ, hãy uống thuốc. Trời Phật ơi, nói chuyện bây giờ phải uống thuốc trợ tim, biết sao không? Mấy bạn nghiệp với thầy quá, thầy thở không có nổi nè. Thuốc trợ tim nè, uống ăn thuốc an thần đó, xong rồi là ngủ luôn đó, khổ ghê á. Thầy có sở thích là uống từng viên một đến chi cảm nhận cái sự đắng cay ngọt bùi của viên thuốc đó mấy bạn. Ừ, nhìn vậy đó chứ thầy bị yếu tim mà mấy bạn đừng chọc thầy nha, thầy cho lên sổ bài hết á. Rồi ok. Sao mấy em nói gì? Ủa chứ mấy em sao? Em uống một lượt 5-6 viên hả? Trời ơi, cái cổ họng của em là cái cổ gì mà sao mà uống một lần 5-6 viên hay vậy vậy? Hoặc là hay ho. Em là cái cổ họng to như ống cống phải không? Rồi ok. Rồi giờ mình sorry em, thầy lỡ nói lộn nha. Bội Nhi đến từ Sóc Trăng, bạn mới có 15 tuổi thôi ha. 15 tuổi là lớp 9 đúng không ta? Ủa, 15 tuổi là lớp 8 chứ. Ủa lớp 9, 15 tuổi lớp 9. Ừ, 15 tuổi lớp 9 rồi ha. Mỹ Diệu là Mỹ Diệu, em ngồi á, em chống phá hiệp định Geneva, sau rồi em ngồi lủng luôn cái ghế trong cái trường tiểu học, lủng luôn cái vách tường của bà Vitamin Mèo là bà chủ của em đó. Rồi em qua bên cái sổ đầu bài của tôi, em ngồi lủng cái cuốn sổ đầu bài của tôi hay sao? Hả Mỹ Diệu? Fam giờ đợi thầy chút xíu mấy bạn đó, thầy ghi Mỹ Diệu lên sổ cái mình chấm tiếp nha. Ừ, mượn 30 giây liền. Mỹ Diệu. Nghe đồn là Mỹ Diệu bây giờ nổi tiếng lắm phải không Mỹ Diệu? Bây giờ là em ngồi lên tới đầu người ta luôn mà phải không? Tại có filter đó. Nổi tiếng quá ha. Chúc mừng em. Rồi ok nè. Các bạn để ý nè, lớp 9 vẽ mà thầy nói là tuyệt đối các bạn đừng có vẽ cái chữ góc cắt như thế này ha. Một trong những cái góc cắt như thế này là không được. Thà các bạn á
chia thành một cái dòng cho nó có một cái nhịp, chứ không đang gì mấy bạn cắt cắt chanh xéo gì là một trong những bố cục rất là dở ha. Uổng quá về cái bố cục này. Chanh thì rất là tốt về màu, bạn làm hơi cái màu nó hơi bị chua, biết sao bị chua không? Tức là lạm dụng những cái màu rực rỡ, mấy cái màu mà kiểu như nó ngã vàng ngã cam nhiều mà không phải là màu pha ha, thành ra nó bị chua. Nhưng mà hả, kiểu như cái bạn á cắt như thế này nó không có tốt thiệt sự hả. Bạn cho thầy một cái nhịp cắt, mà cắt theo cái nhịp á nó chuyển sắc. Chín uổng cái góc cắt quá, cắt đột ngột. Cảm ơn các bạn nha. Chấm thầy chấm nhanh đi thầy hả, sao vậy thầy? Chấm nhanh đi thầy, em đi ngủ hả? Ủa Tiêu đi ngủ đi rồi. Ok. Hello, em đến trễ hả? Ủa chào em. Đẹp mà thầy mừ đi hả? Không có đẹp em, tại vì nó thẳng ra cái bố cục bị cắt vậy là hỏng bố cục rồi ha. Phân bố như vậy là không được, mấy cái đó là mấy cái điểm sai á, hưởng trên lớp mấy thầy cô dạy các bạn rồi má. Rồi anh Thư đến từ Cà Mau, bạn 14 tuổi, lớp 7, lớp 8 vậy đó. Bạn vẽ bài, bạn gỡ về cho thầy, bài tĩnh vật, bạn tôm bút chì màu với là sắp dầu ha. Bạn có một cái quả để cắt một cái hình, ok ha. Cơ bản bạn vẽ theo cái bố cục an toàn nhất có thể. Bạn chỉ thiếu một cái đó là cái bóng đổ ha. Bạn vẽ theo kiểu bình thường mà không có một cái khối bóng đổ. Em phải xác định cho thầy là cái hướng ánh sáng từ bên trái hay bên phải chiếu qua để mà làm thêm cái phần bóng nha. Nha em nha. Nha anh Thư, rút kinh nghiệm phần đó giúp thầy nha. Rồi ok, em vẽ cái bông mà như là có cánh con bướm vậy đó. Trời ơi, chấm điểm riết mà bây giờ không còn mực nữa mấy bạn. Khổ mấy em. Hồi sáng em gặp thầy hả? Gặp chứ không phải rập nha. Gặp chứ không phải rập. Ok. Nay còn viết thư pháp không hả? Ai hỏi gì hả? Bảo Ngân, em hỏi giờ không có đầu đuôi xuôi lọt gì trơn em. Em hỏi ai vậy? Em hỏi bạn em hả? Phải dạ thưa. Hỏi ai? Phải nói rõ ràng. Thầy hay mẹ hay cha hay anh hay chị? Hay là thầy tu? Rõ ràng. Khổ ghê vậy. Hỏi chổng trơn vậy em biết em hỏi ai? Kim Quyên đến từ Đồng Tháp, bảo đảm bạn lớp 6, biết sao không? Bài lớp 6 có cái bài là tranh in hoa lá, thì cái này là thuộc cái nhánh đồ họa tranh in ha. Thầy thì chuyên ngành hội họa, thầy chuyên ngành đồ họa ha, bên tranh in. Cho nên là cái nhịp của em làm mà bị tranh in á, thầy góp ý này. Thứ nhất á, khi mà mình lăn màu á, cái độ xốp của tranh in là cái một trong những cái đặc trưng riêng mà tất cả những loại tranh khác không có được ha. Nhưng mà nằm ở đây nó bị một cái vấn đề, cái này là em tô thêm đúng không? Tại vì khi mà in nó không có trường hợp này, nó sẽ có cái độ xốp, tất cả đều có độ xốp hết mới gọi là tranh in. Còn cái này là anh vẽ, chị vẽ thêm đúng không hả Quyên? Không được vậy nha Quyên. Nè mấy mốt chụp là mấy bạn hạn chế đừng có để cái bóng nha. Nó ảnh hưởng cái bài của mình rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ thầy rất là nhiều nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Cảm ơn cần tặng tim tặng hoa cho thầy. Thầy ơi, bạn lớp trưởng cắn hạt dưa, tội nghiệp bạn. Em không biết bạn bị kiểu như bạn sống không có theo kịp thời đại á, tại vì Tết đã qua rồi mà bây giờ bạn còn cắn hạt dưa. Em phải thương bạn, vì sao? Những người sống không có vội vàng, cho nên là đi lúc nào cũng đi xa người khác cả ha. Cho nên thông cảm cho bạn đi, bạn đang ăn Tết đó. Khổ mấy em. Có nhiều mấy em cũng mét nữa, sao mấy em sống không có tình nghĩa gì hết trơn vậy? Hả? Mấy em sao á? Tiếp theo bài của bạn Gia Bảo. Cảm ơn bạn Như Quỳnh đã tặng nguyên cái cục tạ cho thầy nha. Hello mấy em. Hello bạn Ngọc Phúc. Nè, cho cái bình nhỏ lại xíu. Cái này nhỏ lại ha, cái bố cục của mình đang bị nặng quá. Nó quá to ha. So với màn hình, cái này người ta gọi là bị bể hình á. Cho nên khi các bạn nhìn vô, cay mắt lắm ha. Bị bể hình rồi. Bố cục to quá. Nè, như thế này là vừa. Bạn vẽ cái bình nè. Cái mẫu bình này cũng ngộ quá ha. Nè, bạn phân sáng tối rõ ràng. Cũng có sáng tối, cơ bản gì cũng ổn rồi. Tại vì mới có lớp 6, lớp 7 mà cơ bản gì đã tốt hơn bài của mấy bạn hồi nãy rồi ha. Bạn vẽ là hoa huệ đúng không? Em vẽ hoa huệ hả? Rất là đẹp. Em vẽ trái bơ hả? Hay trái xoài? Ngộ quá ha. Cái bình ngộ quá ha. Cái lá ngộ quá ha. Cái nền màu ngộ quá ha. Đây. Cái này ngộ nhất nè. Làm ơn đừng có vẽ cái đường chân trời chính giữa tranh ha. Đây là những cái lỗi thường gặp khi các bạn vẽ tranh tĩnh vật. Thứ nhất, hòa lấy góc chiếu từ trên xuống theo kiểu tranh phương Tây. Hoặc thứ hai, các bạn đưa hệ 1/3 thôi ha. Thường cái bàn tròn á, cái quỳnh tròn sẽ dễ hương hơn là cái này. Không đâm ngang giữa tranh để nó chia cắt hai cái nền, nó rất là kỳ nha. Yêu mọi người. Nè, chịu khó sáng tối lớn, ok.
chính ha. Con sang tô lớn á, tả nó mạnh hơn ha. Nó chi tiết các bạn chỉ cần đơn giản như vậy thôi để mình nắm được cái cấu hình, cái khối là được. Giọng thầy thay hay quá hả? Có bạn nói cái giọng của thầy á, giống Huỳnh Lập á, kêu thầy đi kể chuyện ma đi các kiểu. Ngọc Phúc ơi, ngày nào em cũng quản lý lớp hết trơn á, mà em quản lý ai cũng mất trật tự hết trơn á. Dường như cái phát ngôn của em á, khi em kêu lớp trật tự đi là lớp phải ồn hay sao á. Thầy khuyến cáo em nên làm những cái gì mà nó trái ngành với mình nha. Ừ, người ta mới nghe chứ em nói người ta không mới nghe đâu. Ai kiến nghị họ Ngọc Phúc làm lớp trưởng hay vậy? Thầy chấm bài cái ấm chưa hả? Gần tới cái ấm rồi nha em. Đức Tân đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thầy phải rất là ngạc nhiên với cái bài này. Bạn mới lớp 3 thôi nhưng mà bạn vẽ cơ bản về cái này gọi là tranh trang trí. Biết sao gọi là trang trí không các bạn? Trang trí tức là dùng họa tiết để vẽ, sau đó các bạn lấy cái bút lông hoặc là cái gì đó không cần biết, miễn là cái loại bút để các bạn ke nét lại. Thì cái vành ke nét này người ta gọi là trang trí mảng nè ha. Thì cái này là trang trí chậu ha, chậu hoa rồi đó, rất là tốt. Và bạn dùng họa tiết đó là nếu như mà em làm được cái sọc caro mỗi cái một màu á, nó sẽ nhắn lên được, còn không thì cơ bản gì cũng được. Làm ơn đi, đây không phải là tranh phong cảnh ha, cho nên là mình đừng có vẽ cái mặt trời ở đây ha. Và tôi làm ơn, tôi cũng rất là sợ hãi cái vụ mà vẽ cái mặt trời ngay góc ngã tư như thế này ha. Ví dụ như mình học càng lên cao á, mình càng thay đổi mặt trời được không? Mình cho ổng có miệng, mắt, mũi, tay, chân các kiểu gì đó, hoặc là ông mặt trời bị cảm lạnh, hay là ông mặt trời đeo khẩu trang các kiểu. Ừ, mấy em phải tíu tíu lên, trời ơi. Rồi ok, mới lớp 3 thôi ha, cho nên vậy là rất là tốt rồi. Giả được như vậy rồi, hãy cho điểm ủng hộ tinh thần nha. Là 8 năm. À, mấy bạn đừng có so sánh nha, mai mốt hãy làm clip hãy đăng lên nó, ví dụ như giữa cái bài này mà sao có 6 điểm, trong khi cái bài này nhìn ớ trời ơi con nít mà đã 8 năm nó lại hơn. Lý do vì sao? Bạn vẽ nó ổn hơn về mảng trang trí, cái này á là về mảng hình, nó có hình nhưng mà nó quá hỏng bố cục. Với lại so về cái độ tuổi nó các bạn ha, tại vì một người vẽ gì chắc là lớp 7, 13 tuổi nè, còn này mới lớp 3 à, ha. Nó trên là độ tuổi cho nên là cái sự công tâm nó nằm ở đó nữa nha. Mà mấy bạn đừng có nhìn vào con điểm, vấn đề là mấy bạn học được cái gì qua cái nhận xét của thầy thôi ha. Còn điểm cái này là cho các bạn để các bạn biết được là mình đang ở cái mức độ nào thôi, ok chưa? Rồi ok, ai kêu thầy đi ngủ vậy? Gì chờ, good luck. Cái gì vậy em, cái tên em sao mà đẹp đẽ quá mà sao em kêu thầy đi ngủ là sao hả? Good luck lên sổ là bài mệt em rồi. Yêu thầy, thầy yêu em, thầy lớp trưởng học bài. Bạn Khôi đến từ Bến Tre, bạn vẽ tranh cái này là bút dạ ha, bạn gỡ bài về cho thầy ha. Đây nè, bạn có vẽ cái bố cục về là ổn nè. Ý cái lá hơi bự vậy em, cái lá hoa hướng dương bự thế, cho nó nhỏ lại đi. Tổng thể bố cục nó hơi bị bể bởi hai cái lá này này, cái lá này nó bị bể hình này. Em cho nhỏ lại, em cho thầy một cái lá nhỏ ở đây ha, để cho mình lấy lợi chứ không nó đang nặng ở dưới quá nặng luôn. Cái bình á em cho giữa hai màu sắc tố để cho nó có hòa sắc ha, không hai cái màu đang trên lệnh nó đang bị nặng về bên trái, các em hiểu ý không? Nặng về bên trái, còn về cái phía bình nó quá là nhẹ màu ấy, thành ra mà khi mình nhìn lên nó mình thấy nó bị yếu. Và khi các bạn nheo mắt lại á, các bạn đứng xa đi, các bạn thử để cái điện thoại xa khoảng 2 mét, các bạn nheo mắt lợ đi là không thấy cái bình luôn, chỉ thấy cái hoa với cái trái thôi. Đó là một trong những cách để xem cái nhấn nhá màu của mình đó ha. Cái này không biết thầy cô có chỉ các bạn hay không, nhưng mà ở trên lớp thầy có dạy là khi mà mình xem tranh á, nhỏ lớn không cần biết, mình phải đứng xa ít nhất là 2 mét. Nếu như muốn xem cái màu nhấn nóng lạnh đó thì mình nheo mắt lại, cái nào ẩn hiện nhiều nhất thì cái đó là cái phần chính của bức tranh ha. Đó là cái cách xem tranh của mình đó. Ok, chính. Đây, cái bình của bạn Tấn Có đến từ Đồng Tháp. Tấn Có ơi, bạn đang học đại học hay là bạn đang luyện thi đại học vậy? Nếu như trường hợp á, bạn đang luyện thi đại học á, thì nó có những trường hợp sau đây. Thứ nhất là bạn xem kỹ lại cái vành ánh sáng chiếu từ cái hướng bên trái qua ha. Mình bị dính ngay cái chỗ này. Cái mẫu của mình á, mình đo nó bị dính ngay chỗ này ha. Cái vành ngay chỗ này, thường cái kim loại ngay chỗ này nó chá rất là nhẹ ha, mà pha vào đó cái phần bóng của mình nó sẽ nhả từ bên đây qua. Và nhất á, là cái bóng chiếu ở này nữa nè, nó chiếu sẽ chiếu ngược xuống đây ha. Thêm cái này nữa nè, nó sẽ bị chá hình ở đây chút xíu nè, tức là bạn diễn tả được cái khối ra cái chắc đó, nhưng mà cái kiểu như ánh sáng của mình nó cứ thầy thầy nhìn thầy cứ kiểu như
nó cứ bị sai cái một điểm nào đó. Em nhìn kỹ là cái mẫu khi mình vẽ nha, nhưng mà cơ bản một cái bài như thế này, nếu như mà bạn đi thi á, thì cái cách đánh nét như thế này là mình cái tỷ lệ đậu đại học của mình là rất là cao rồi ha. Chúc mừng bạn. Cái này là mấy cái bài luyện thi rồi ha các bạn nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, thầy ghi bạn Hoài Văn lên sổ đầu bài đi. Trời ơi trời, tôi nghe cái tôi tỉnh là liền luôn á. Em, ai giữ cái đĩa bài của bạn vậy? Trả cái đĩa bài cho bạn đi về nước của bạn đi. Dám vô cái like của thầy Hoài Dân mà dám kêu thầy Hoài Dân ghi chính cái tên của thầy lên sổ đầu bài. Em thật là xuất sắc. Em cần được bảo tồn đó. Bạn Tường Vi đến từ Sóc Trăng ha. Tường Vi yên ngắn là một cái loại hoa Tường Vi rất là đẹp. Rồi bạn vẽ về bút pháp tranh thủy mặc, ở đây là tranh hoa cúc. Thầy nói này, khi mà em vẽ cúc á, em bị sai một cái vấn đề, sai về cái cành mình đã sai rồi ha, nhấn nhá màu cho nó khác đi một chút xíu. Cái thứ hai là cái màu vàng cho rực lên, mình đừng có chá chá xanh xanh vô, và điểm nhụy sao cho nó ổn ha. Cái lá to quá, nhất là cái lá tuốt trên cao nè, càng lên cao lá càng nhỏ. Mà em quất cái lá trên cao em làm như là cái lá này cái lá tổ mẹ luôn, bự vậy. Trong cái lá dưới góc á thì nó quá là nhỏ ha, mình xem là cái phối cảnh và cái khối của mình ok chưa. Ai vậy? Thầy im đi, em im đi, mấy em im hết đi, để một mình tôi nói. Mấy em mất trật tự quá à, lớp trưởng đâu, không quản lý lớp gì trơn vậy em? Học hành như cá kho tiêu vậy đó, nói hoài không biết nghe. Kho nhiều thì mặn, la nhiều thì lên sổ đầu bài, học tối ngày lên sổ đầu bài mà không có làm được gì trơn á. Công kỹ cha mẹ uổng công xúc tép nuôi cò, cò ăn cò học tối ngày lên sổ đầu bài không làm được gì trơn. Báo cha báo mẹ báo thầy, báo luôn cái sổ đầu bài nữa, báo luôn cái lớp của thầy Dân rồi ha. Trời ơi, nhánh thủy mặc là nhánh quốc họa của Trung Hoa ha. À, cho em 8 điểm lại nó thì cả lương tâm có thể cũng hơi cắn rứt á, nhưng mà cho ủng hộ tinh thần nha. Bạn Tường Vy đến từ Sóc Trăng. Rồi ok, đây là cái phần khói và ánh sáng thầy đang nói các bạn nè ha. Bạn sử dụng bút chì màu theo kiểu bút dầu á để bạn đánh, thành ra là cái màu của nó rất là dịu và rất là nhu. Yến Vi đến từ Vĩnh Long, bạn mới có 12 tuổi thôi bạn vẽ như thế này này, hay là kinh khủng. Nói gì ạ? Thầy nói hoài nói quỷ sao thầy không chấm luôn đi. Bây giờ thầy có cách này nè, nếu như mà em muốn mình chấm nhanh nữa đó, biết cách nào nhanh hơn không? Nhanh lắm, là em đi vô đây em chấm luôn đi ha. Không có cách nào mà nhanh hơn được hết trơn á. Từ từ, mấy bạn mới trật tự quá à. Phát biểu thì linh tinh, ồn ào muốn chết. HTV7 lên sổ đầu bài. Mấy ngày nay HTV7 vắng mặt quá ha. Hôm nay mới lên sổ đầu bài được ha. HTV7 rồi lên sổ đầu bài. Chúc mừng em. Rồi ok, mà nếu như mấy anh chị em nhà đài HTV7 đó mà có xem like của em mà thấy hay ho đó, thì nhớ làm ơn cáp màn hình hoặc là ghi màn hình lỡ cái phân cảnh mà mình được lên sổ đầu bài đó mấy anh chị. Rồi để mình đăng lên đài luôn để cho cộng đồng toàn quốc người ta biết là cái lớp em nó khắc nghiệt cỡ nào ha. Kể cả anh chị em nhà đài mà còn lên sổ thì ai mà tha được đúng không nào. Rồi, bài này 10 điểm. Nè, hãy phân tích cho nghe nè ha. Thứ nhất bạn tả được cái khối ánh sáng và bóng tối, thứ hai bạn tả chắc được, thứ ba là cái bố cục bạn ổn. Kể cả cái quả cam các bạn nhìn nè, bạn tả rất là chân thật luôn ha. Cho thầy thêm nhẹ một cái lá vành lá của cái cam cắt ở đây đi ha, cho cái mảng mình nó tốt hơn. Làm ơn đi, cái phần bóng này nó hơi bị xa nhẹ ở đây nè ha, em xem lại cái mẫu nha. Ánh sáng chiếu trực diện qua đây thì cái bóng làm sao nằm đây được, nó phải nằm ngoài sao xíu. Ngọc Thảo đến từ Bến Tre, bạn vẽ Thiên Quan Tứ Phúc là ai tôi không biết, Tam Lan là ai tôi không biết. Mấy bạn biết đây là ai không? Lam mới vô hả? Ừ chào em, thầy ơi lên YouTube. Rồi nhưng gì? Nhưng gì vậy? Ai nói gì vậy? Nhưng mà không có số điện thoại thầy ơi hả? Em xem mấy cái like á. Chờ cái like nào không có số đâu em. Nó có một cái tấm phiếu để đây nè, để trên cái bàn like của thầy luôn á. Biết sao không? Tại vì mấy bạn vô mấy bạn gửi thêm đi, chứ giờ mà để trên đây nữa là một 200-300 người gỡ thêm bài nữa là chắc thầy Nam xỉu tại chỗ. 1.000 mấy bài rồi đó mà thầy mới chấm có chưa được 200 bài nữa đó, thấy ghê chưa? Em ghét thầy hả? Ừ thầy thương em. Ừ cảm ơn em ghét thầy nha. Thầy tập trung chấm bài đi hả? Ủa trên này thầy đang chấm bài luôn á, mấy em nhiều chuyện quá. Mấy trật tự quá em, cái cổ cái màu sực sỡ quá ha, cái mặt đánh phấn hơi nhiều ok chưa. Cái phần bóng của mình thầy hiểu mà, em làm phần bóng thầy hiểu chứ, nhưng mà ví dụ như mình đánh phấn mình đánh ít thôi ha, đánh nhiều quá không được ok. Mà cho hỏi đây là con trai hay con gái vợ?
Hả? Cho hỏi đây là con trai hay con gái vợ? Hình như là con gái đúng không? Rồi ok. Con gái cho nên đánh phắng như vậy thì được ha. Lắc quá thầy hả? Ủa gì hả? Mạng wifi của em đến từ Bình Dương. Thật là xuất sắc. Bạn Ngọc Ngọc Thảo đến từ Bến Tre ha, góp ý cho bạn nè. Về nét là ổn, về ke nét cũng ổn, nhưng mà về cái tóc á, mình đã ke nét màu đen màu màu này rồi thì là giúp thầy cho cái màu này luôn, đừng có đánh chì kiểu này nó thô. Rồi ok, tiếp theo là bạn Ạt Ngọc Châu nè. Hình như là tôi nghe đồn là không hiểu bạn nộp bài cho tôi để bạn có sức ảnh hưởng PR hay sao thì thầy không có biết, nhưng mà thầy rất là thương yêu các bạn. À, nói chung văn nghệ thuật thầy đều quý cả ha, cho nên các bạn ghi như thế này để chủ yếu cộng đồng mạng biết tới mình nhiều hơn thì nó cũng là một cái tốt ha. Cũng không ảnh hưởng gì cái kênh của thầy cả, nhưng mà bạn thầy có lời khen cho bạn thứ nhất về họa sắc màu rất tốt. Bạn này làm bên mảng đồ họa tranh, đồ họa truyện tranh, với lại bên thiết kế truyền thông á, với thiết kế đồ họa là sẽ rất là tốt về cái mảng màu như thế này ha. Rồi ok, làm về thiết kế truyền thông đa phương tiện hoặc là media art á, hoặc hình cũng được ha, rất là hợp với bạn này luôn. Đường nét và màu rất tốt, thầy phải rất là khen bạn này ha. Cho nên là nếu như các bạn mà thích cái thể loại tranh này, mà muốn đặt cái loại tranh này đi ha, thì cứ liên hệ cái Facebook của bạn này ha. Ok, rồi cảm ơn bạn Ngọc Châu đã gỡ bài về cho thầy. Tất nhiên em sẽ được một điểm, ở lộn 10 điểm ha. Mà số 10 thầy ghi lộn, mà thầy lỡ gạch chính giữa chóc phải thì cũng đừng có buồn thầy nha. Cảm ơn Ngọc Châu rất là nhiều. Bạn Mỹ Trân đến từ Sóc Trăng, bạn gỡ bài về cho thầy. Như thầy đã nói bao nhiêu lần, khi các bạn gỡ bài á, mình đánh nét á, mình phải đánh sáng tối cho rõ ràng. Còn cái kiểu nét như thế này không á, nó như một cái bài nháp của mình á, một cái bản phác thảo thì nó sẽ không được xuất sắc á, mấy bạn hiểu không? Ừ, ai vậy? Ai vô nhận chồng? Rồi ai vô nhận vợ là làm sao? Chờ phạt thánh thần thiên địa ơi. Thầy dân cu te phô me que, chải tè le. Sao em nói chuyện thấy ghê à? Thấy ghê quá nha. Thầy dân cu te hoài. Ở gì? Thầy ở ngoài hành lang hay sao hỏa vậy thầy? Em nhớ lộn rồi. Em với thầy đi chung cái đĩa bay xuống đây mà em lại hỏi thầy là ở ngoài hành lang hay là ở sao hỏa vậy? Em ngộ quá. Cái đĩa bay kìa, em tự đi về một mình đi nha. Chút xíu thầy không có lái, thầy chở em về đâu á. Báo trước. Facebook. Quá gì mà con kêu tới rồi, mệt quá mệt quá. Rồi ok ha. Rồi. Không có nhận chồng nhận vợ vậy đây trơn nha. Cái like của tôi không phải vô đây mai mối kiếm người yêu. Rồi cảm ơn. Về nét không quá uổng ha, chính chính điểm là châm chế rồi. Về đường nét chứ thầy cần ở đây là thầy cần cái đoạn chì á, mà làm ơn mà đánh chì giùm thầy, còn đánh không được làm ơn lên màu giùm tôi ha. Trời ơi trời, chín điểm bực mình quá, cho 8.9. Thầy ơi đừng chấm nữa, đi ngủ đi thầy. Hồi nãy em có thấy thầy đang uống thuốc không? Đó là thuốc an thần đó. Ừ, sao mỗi buổi la thầy đều uống hết trơn, để làm chi hả? Ừ, để thầy ngủ ngon đó em khỏi cần chúc thầy ha. Thầy ngủ không ngon thì cũng có thuốc rồi. Ơ chết là con gì ba vô vậy, con giấy nhủi á các bạn. Nhỏ gì vậy? Ủa dạ, gì vậy? Nhỏ gì vậy? Nhỏ lớp phó học tập đang ăn bánh tráng trộn kìa thầy. Vậy là phải ghi em lên sổ đầu bài rồi. Vì sao hả? Thầy bán bánh tráng mà em không mua của thầy, em lại mua bánh tráng trộn em ăn. Quốc Long đến từ Kiên Giang, bạn vẽ Shinichi ha, thì Conan còn nhỏ đó. Mà sao cái mặt của em vẽ gì đâu mà bộ Shinichi mới đi sửa cằm hả? Mới đi gọt cằm V-Line hả gì? Sao tội nghiệp Shinichi của tôi quá vậy? Thầy im đi nói hoài, em mới im đi á. Thánh thần thiên địa ơi. Shinichi mà cái mặt như con rắn hổ mang vậy, chết queo rồi. Làm ơn đi, mai mốt vẽ Shinichi làm ơn đi. Hãy nhìn cho kỹ, đôi mắt tâm hồn của bạn nhìn sao mà giờ mặt người ta méo mó như thế này đây. Shinichi này ở Bình Dương hả? Ủa đâu phải, bạn Quốc Long đến từ Kiên Giang. Thầy tưởng bạn Quốc Long ở Bình Dương chứ. Ừ, Long ơi, em đổi vị trí ở đi. Chuyển từ Kiên Giang lên Bình Dương sống đi. Được nè. Trời ơi, mà cái chỗ nào chỉnh đốn nhan sắc mà sao mà đi gọt cằm mà gọt kỳ cục vậy trời? Bộ trước khi gọt không đưa trước cái phát đồ hả? Thánh thần thiên địa ơi, bà đặt đo đạc nữa, đo cho lắm vô rồi vẽ sai cái cằm. Ngộ quá ha. Dấu chấm hỏi ha. Rồi ok ha. Sai cằm rồi, 7 điểm. Bạn Văn Tình đến từ Kiên Giang. Coi bộ các bạn đến từ Kiên Giang hơi nhiều.
thầy like mà thầy nói chuyện. Ok, nếu như các bạn muốn thầy im lặng trong tích tắc thì sẽ im lặng cho các bạn vừa lòng các bạn chưa? Chấm điểm không cho nói, và chấm điểm không nói nè. Chứ sao? Ủa mấy em ngộ quá vậy? Mấy em nói thầy chấm điểm mà đi nói chuyện. Ủa vậy thầy không nói chuyện thầy cũng chấm được vậy đó? Thầy mới chấm xong hai bài rồi đó. Mấy em vừa bụng mấy em chưa? Mấy em vừa lòng mấy em chưa? Hả? Sao thầy không nói? Miệng đời thế gian nó vậy đó. Sống trên đời đó, sao mấy em á, mở miệng mấy em nghiệp không vậy? Một tuần mấy em đi chùa bao nhiêu lần? Hả? Trời ơi, nói cũng bị nói là nó nhiều, mà không nói thì hỏi ủa sao thầy la thầy không nói chuyện. Trời, thánh thần thiên địa ơi, chứ công nhận chứ, tôi nói thiệt á, tôi giờ từ từ nghe, để lấy cái chuông ra tôi gõ cái chuông mới được, tôi quá bực mình rồi nè. Để bánh tráng bên đây đi cho dễ thấy. Đây, trời ơi, trời, mấy em làm thầy đứng nhức đầu chóng mặt quá à. Đây, thiệt sự tôi phải nói là đúng kiểu Nam Mô A Di Đà Phật luôn á. Sao tiếng chuông hôm nay nghe nó không có được thanh thao nhờ? Ờ, hình như là không, để thầy gõ lỡ mấy em ơi. Thầy gõ 3 tiếng mà kể cả tiếng chuông mà còn không tịnh tâm được mà. Bây giờ để thầy gõ lỡ 3 tiếng chuông khác mới được. Trời ơi sao vậy, bữa nay cái chuông cũng biết buồn à. Để gõ lỡ nha. Ê chết rồi. Hình như là 1 tiếng nó mới đủ đúng không? Trời ơi, đây mới là tiếng chuông chân lý cuộc đời của thầy đó. Sau khi nghe ba xong 3 tiếng chuông này, thầy thấy tinh thần thầy thư thái hơn nhiều, tĩnh tâm hơn nhiều, buông xả hơn nhiều. Rồi ok, bây giờ bắt đầu mình phân tích thử ông Mr. Bean nè. Người ta nói á, ông này với ông Hitler đẻ chung ngày. Mà một người á, thì giúp cả thế giới á, vui trong tiếng cười. Một người thì làm cả thế giới khóc. Mà thầy nhìn ông mắc cười thiệt, hình như là ông đẻ ra là để ông làm danh hài rồi. Thứ nhất á, nhìn ổng thiếu thiệt với là kịch câm á, kiểu như ổng đã kích nhiều cái rất là hay ha. Nhờ ok, ổng nhiều nếp nhăn quá ha. Người ta nói người nhiều nếp nhăn không phải là già đâu, mà là thông minh á. Bạn ấy Nhi đến từ Kiên Giang. Bạn vẽ cái gì mà bạn ghi chữ tùm lum vậy? TikTok gì chờ, mấy bạn có muốn kết bạn với bạn này không? Nè, bạn có ghi cái TikTok là cái gì luôn nè. Gửi gì Instagram là cái gì luôn nè, vô kết bạn với bạn luôn đi. Em đừng có lợi dụng giá hình nha. Gỡ bài cho tôi chấm mà hả, bao nhiêu thông tin PR các kiểu. Em biết tôi khen một câu của một nhãn hàng tôi phải nhận được phong bì bao nhiêu không? Mà em dám lợi dụng giá hình để em PR cho em hả? Em gan quá ha, trượng điểm. Cái tội gì hả? Tội PR đó em. Rồi trừ 1. Rồi ok, tiếp tục. Chấm tiếp. À, tiếp theo là em giả đôi mắt tâm hồn. Thầy không biết cái đôi mắt tâm hồn của em nhìn sao, mà em lại vẽ cái đôi mắt của người ta là con bự, con nhỏ, con lớn, con nhỏ luôn. Trời ơi, mắt này rồi sao thấy đường đi? Hay thầy đang thắc mắc một cái này em. Nhân vật của mình là nhân vật trong truyện tranh đúng không? Nhưng mà ý là nhân vật trong truyện tranh đôi mắt nó có giống gì không? Giả sử như mà đôi mắt giống gì rồi đi đứng đi sao? Hả? Thầy ăn cái bàn đi thầy. Con ngừ nghiệp. Em đạo gì vậy? Đạo Phật thì làm ơn đi sám hối giùm tôi nha. Còn đạo Thiên Chúa làm ơn, gần tới thứ bảy chủ nhật rồi đó, đi rửa tội, đi xin tội giùm tôi. Mệt muốn chết, vẽ mà mắt bị lé nữa, khổ muốn chết. Rồi 7 điểm, trừ 1 còn 6, chúc mừng em. Cái tội lợi dụng trá hình, PR các kiểu. Bạn Kim Long đến từ Bạc Liêu. Kim Long tức là kim là vàng, long là rồng. À, cái bài này của con rồng, của bạn rồng vàng vẽ đó các bạn nha. Cái gì trời? Nữ thằng rắn, à, bạn để ra cái chữ là nữ thằng rắn, thầy giật mình luôn. Bình thường khi mà nhắc tới nữ thằng rắn á, người ta sẽ liên hệ ngay là Medusa đúng không? Ừ, còn không biết bà rắn này bà làm sao đâu. Giả sử như bà với bà Medusa quấn lộn thì bà nào thắng? Hả? Thầy tắt like đi để em đi ngủ.
Sao con người em ngộ quá vậy? Hả? Trời ơi, vậy hả em vẽ đó hả? Em thật là đẹp luôn. Kim Long đến từ Bạc Liêu. Bạn là con rồng mà tại sao bạn lại vẽ con rắn? Ngộ quá vậy, em muốn chơi rồng rắn lên mây hả? Rồi, 9 năm. Thứ nhất á, thầy nhận xét nè. Thầy không biết em bao nhiêu tuổi nhưng mà về cái phần đường nét và cái phần chắc cái chất cảm nó có nhưng mà trừ em 0,5 điểm lý do vì sao? Không có nhắn chi tiết đẩy sâu, chi tiết đẩy sâu là mình nhắn nhá chi tiết lợi sau cùng để cho nó hoàn chỉnh bức tranh là mình chưa có ha. Rồi chúc mừng em vào cái mảng này ha. HTV9 lên sổ đầu bài. Tôi đang chấm bài mà sao mấy anh chị nhà đại mấy anh chị á hả? À, mất trật tự quá à. HTV9 từ từ coi. HTV9 chấm điểm cũng không yên với mấy anh chị nữa. Rồi. Mấy anh chị nhà đài nghe nói là giàu dữ lắm, vô mua bánh tráng vô em đi. Rẻ lên. Vô mua giùm em cái, em cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Phương Thảo đến từ Sơn La, bạn 17 tuổi, hoàn thành lúc 10:30 sáng ngày 23 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2 năm 2023. 2 ngày hoàn thành bài vẽ gồm 7 tiếng. 7 tiếng mới vẽ xong. À, bạn sinh năm 2006 cho tới bây giờ là bạn là 17 tuổi. Bạn ơi, bạn gỡ bài về cho thầy mà thầy giật mình. Thầy tưởng là em đang khái quát lại cái thời gian mà kiểu như chiến thắng Điện Biên Phủ hay là giải phóng hay là giành độc lập cái gì á. Giật mình luôn vì hoàn thành lúc 10:30 sáng giật mình chờ. Kinh khủng thiệt sự. Mấy em sao á? Qua ra vô trễ hả? Ừ chào em. Giật mình luôn. Tưởng đâu là cái lúc này là cái chiếc xe tăng á, là bay vô tới cái gì Dinh Độc Lập rồi đó, cái gì mà 10:30 sáng vậy trời, thấy ghê vậy trời. Học môn sử quá 180 phút hả em sao vậy? Dạ rất là tốt về đường nét và mảng hình ha. Đó, một cái tác phẩm hoàn thiện của một cái tranh anime là như thế này nè ha. Ke nét hoàn chỉnh để sau cho thầy. Ok ha. Rồi mảng anime thì thầy chấm rất là thoáng ha. Cái mảng này là cái mảng chuyên về đồ họa, rất là dễ lấy điểm luôn. Đây tới bản chân dung truyền thần đây nè, đó cái này là mảng truyền thần nha các bạn, chứ nó phải chưa phải là cái khối của cái kiểu như mảng hội họa hình họa ha, cho nên là rất là tốt. Cái gì mà xúc xích Sơn La ở đây nữa, mệt em ghê vậy đó ha. Và như thế này là được chọn điểm đối với thầy rồi, nhưng mà thầy góp ý cho em nè, được á mình đánh tả khối luôn, còn không nếu như mình đơn giản mình làm để mình đi vẽ thuê thôi á thì mình sẽ vẽ cái mảng hình này cũng đủ kiếm tiền được rồi ha, còn theo mảng hình họa là mình phải nhìn ra khối cơ trên khuôn mặt hết á. Ai đây? Tên gì thì tôi không biết, tôi dốt công nghệ lắm. Rồi tiếp theo cái gì mà ủa lên sổ là lên thôi, đây là lớp 7 chắc luôn. Tố Hảo Đồng Tháp, Tố Hảo lớp 7 Đồng Tháp. Trời ơi trời, cái ông cái cô bé và viên ngọc trai, chị ơi chị, cái ngọc trai của người ta, ủa à ngọc trai của người ta gắn lên cái lỗ tai chị ơi, chị quất cái viên ngọc trai gắn ở ngoài sao cái chị làm như là cái viên ngọc trai đang bị rớt xuống xuống đất vậy. Hỡi ơ luôn á, đừng đừng nói nữa. Khuôn mặt thì ra mà viên ngọc trai em gắn lộn chỗ rồi em ơi. Trời ơi người ta nguyên bức tranh ta đẹp bởi viên ngọc trai, em tháo viên ngọc trai từ lỗ tai em gắn xuống đây chết rồi. Không được ừ. Trời ơi trời, vậy là chết rồi, vậy là viên ngọc trai đang rớt. Cô quay lại nhìn đúng không? Lớp quá mất trật tự rồi, để thầy nói chuyện cái coi. Bạn nhìn bức tranh của danh họa bạn nhìn sao mà bạn nhìn lộn cái viên ngọc trai bị rớt luôn nè, vậy là đôi mắt của mình phải có vấn đề, em đi khám mắt đi. Bệnh viện mắt Sanborn á ở trên thành phố rất là nổi tiếng này nha. Ừ mình nên vào đó mình khám một lần để mình xem sao nha, chứ tôi thấy cái kiểu này là không được rồi, vậy là tiếc cô quá cúp học rồi đúng không? 4.9 đây thầy hả? Ừ cảm ơn các bạn rất là nhiều, thật là kinh khủng. Viên ngọc trai ngộ quá ha, 7 điểm thôi, 7 năm đi, mới lớp 7 mà vẽ được như vậy là quá tốt rồi ha. Ngọc trai bị sai nha, cái này không không có đánh dấu vô tranh được ha, cho nên là thầy góp ý vậy thôi. Còn mai mốt tôi đăng clip lên á mà ai có nói là ôi trời cái bức này đẹp thế mà ông này ông chả biết chấm, ông chấm có 7 năm á, thì làm ơn vô nói giùm tôi là cái vụ viên ngọc trai. Cỡ này tôi thấy là nhiều giáo viên miệng nhiều lắm á nha. Ừ vô nhận xét quá trời đó. Thịnh Phát đến từ Long An, bạn 14 tuổi, em vẽ Ronaldo hả? Trời ơi em vẽ Ronaldo quá hả? Trời ơi, cái lúc này là Ronaldo kêu bộ sa cơ thất thế hay gì mà sao khuôn mặt bị đánh dữ vậy em? Hay là mới đi nhổ răng khôn về? Thánh thần thiên địa ơi, hay là Ronaldo cái hôm này á bị ăn mì, trái banh văng vô mặt hay gì mà cái mặt nó sưng dữ vậy đây? Thánh thần ơi. Tôi không thể tưởng tượng được, với đôi mắt của em vẽ Ronaldo chắc gặp bức này Ronaldo cũng phải khen hay, đúng là hảo hán. Được, đúng là con trai của ta. Kiểu vậy ấy.
Ngộ quá ha. Vẻ ngộ quá ha. Mặt mũi tóc tai ngộ quá ha. Hai cái má ngộ quá ha. Mấy em ngộ quá ha. Ăn mì cay không thầy à? Thầy mới ăn hồi nãy mới về xong luôn á. Thầy ăn mì cay đặc biệt bốn con tôm á. Em vẽ ai mà sao mờ nhạt như vậy? Em vẽ sương khói mờ nhân ảnh hả? Ai biết tình ai có đậm đà hay gì? Trời ơi trời, vẽ mờ nhạt mờ câm vậy đó. Mờ như cuộc đời của em vậy đó Thiên Trúc. Cái mảng hình của mình á, cái nào nhấn á, cái nào không cần nhấn thì nhấn, còn cái nào á cần nhấn thì không nhấn là sao? Em nhấn cho tôi có hai đôi mắt với cái này, rồi em nhấn thêm cái phần vòng một là sao? Ý đồ của em sao? Cái phần cần nhấn thì không nhấn, mà cái cần không cần nhấn thì nó có nhấn một đống, nó nhấn cho đậm lên, mù đuôi cũng nhìn luôn, cũng thấy đường nữa đó. Ngộ em quá à. Linda hả? Phải không? Ngộ quá ha. Mặc áo dây ngộ quá ha. Vẽ ngộ quá ha. Ngộ quá ha. 6 năm ha. Rồi luôn ha. Bye bye Hiên Dốt ha. Mệt. Ơi thầy nhìn bức này thầy giật mình luôn. Thầy nhớ bức này thầy có gặp ở đâu á các bạn. Từ từ để uống trà một cái. Thầy uống trà một lần thầy uống 1 ca lận nha mấy bạn. Chứ thầy không uống bằng tách. Ok. Có bạn nào ở Thái Nguyên không? Ừ. Mấy bạn nào ở Thái Nguyên chắc cũng hơi ngạc nhiên với cái cách uống trà của thầy phải không? Ừ. Uống gì mới vừa. Uống trà Thái Nguyên các bạn mà uống là 1 ca. Mệt. Rồi ok bài này 10 điểm rồi. Mới có 16 tuổi mà vẽ được như vậy rất là tốt. Đây là mảng truyền thần nha. Nhưng mà bạn vẫn nhìn ra được cái khối mũi, khối cơ ha. Như vậy là quá tốt rồi ha. Nhấn nhá như thế này. Văn văn trưởng ơi, ở Thái Bình, nếu như mà em đi chuyên sâu về ngành hội họa cũng rất là tốt. Em sử dụng cái cách để phóng ảnh, để mình vẽ cũng rất là tốt nè. Rồi chúc mừng em rất là nhiều bài rất là tốt ha. 10 cộng luôn, nãy giờ mới thấy được bài tốt này như thế này á. Ngộ mấy em hết sức à. Gì đây? Em ơi em, bộ cái đầm này rất là khó đi hả? Sao em ăn mặc gì đây? Trời ơi, nhà thiết kế gì kỳ cục vậy? Trời ơi, mấy em không biết rồi, mấy em không để ý. Người ta đi vậy là do cái đầm này rất là khó đi, hiểu không? Người ta đi người ta phải lấy cái tay người ta cầm vảnh ngược cái gì cái váy lên để người ta đi. Cái đầm này rất là khó đi, hiểu không? Mấy em hiểu không? Mấy em vảnh cái lỗ tai nắm mèo lên mà nghe cho hiểu nè. Vì cái đầm này rất là khó đi cho nên phải cầm mới đi được, hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Thầy nói mấy em hiểu không vợ? Hiểu không? Mấy em sao á? Mà ổng chết là 7,5. Mà ổng chết. Đây nè, bạn có cái này là nó giống cái tranh cổ động hơn ha. Nó chuyên về cái kiểu mảng tự do của bạn Lý Hồng Phong đến từ Vĩnh Phúc. Bạn gửi bài về cho thầy. Bạn vẽ năm 2018. Mà cái duyên số làm sao á, cho đến năm 2023 bạn mới được lên sóng. Vậy là cuộc đời của em cũng có phần nổi tiếng đó chứ. Ha. Vẽ năm 2018 mà bây giờ mới được lên báo nè. Ồ, nó mới được lên lên kênh nè. Vậy là số phận mình cũng là khấm khá và có duyên lắm đó nha. Chúc mừng em nha Hồng Phong. Mai mốt có nổi tiếng nhớ đến thầy nha trời. Chứ mai mốt đi gặp ngoài đường cái ông đó là ai vậy trời. Thầy Dân là ai? Tôi không biết. Thầy đi ra đi chứ tôi chết. Mai mốt nổi tiếng nhớ thầy nha Hồng Phong nha. Ừ vẽ đẹp lắm nha Hồng Phong. Mệt Hồng Phong. Rồi ok, với tranh này là 10 điểm rồi ha. Vì sao không phải là thầy dễ đâu. Các bạn nhìn cái chi tiết chấm nè ha. Chấm li ti ha. Từng mảng chấm nhỏ. Và đây là nó có một cái sự truyền thông mạnh mẽ luôn. Nó là về rừng ha. Ở đây là bảo vệ tê giác ha. Có thể là cái ánh nhìn của con người nhìn vào tê giác nó như một cái ánh mắt con sói đang đi săn chẳng hạn ha, để săn những cái sừng tê giác đó, ý nghĩa là như vậy. Còn không biết tác giả có nghĩ giống thầy hay không thì thầy không biết. Ủa bức cuối cùng mà nè, mau quá vậy. Từ từ để kiếm cái gì chấm thêm coi. Bạn Quang Duy, ủa Quang Quy, Quy là rùa á các bạn. Quang Quy đến từ Kiên Giang, bạn 16 tuổi. Bạn gỡ bài về cho thầy, bạn vẽ cái trang phục người mẫu thì cái đầu cái tí nị tì ni hà. Cho thầy hỏi, với cái trang phục nó nặng nề, nó cồng kềnh như thế này, thầy đang tưởng tượng, ví dụ như cái khung tròn mà mình gắn vào sau lưng, cái áo dài vậy rồi mình đi chắc cực khổ quá ha. Ê Quy, mình tên Quy là con rùa đúng không? Mà em vẽ cái vòng tròn ngoài sau nó nặng nề giống cái mui con rùa quá ha. Ừ, giống cái mui rùa quá ha. Ừ, rồi người mẫu đi sao? Và mất công đi bị té rồi sao? Đi giữa chừng gớt làm sao? Hả Huy? Hả Quy? Hôm nay Quy có đi học không Quy? Quy vô đây giải thích cho thầy coi. Với cái bản thiết kế này thì cái tính ứng dụng nó nằm ở đâu vậy Quy? Quy trời ơi. Chữ Quy á. Khổ mấy em quá à. Tôi ghi chữ Quy nè. Quang Quy chứ không phải Quang Duy. Hiểu không? Giả bộ ngủ đi thầy. Con người em sao ngộ cái gì? Sao ngộ cái gì? Sao nói chuyện ngộ cái gì?
Ngộ quá ha. Đi cắt quất đi sao chờ. Cái tà thì nó dài ơi là dài luôn. Mà ở trên thì phải gánh nguyên cái này luôn. Cái kiểu như đúng kiểu mà đi cắt quất mà phải còn gánh thêm gánh còng lưng á. Nghiệp quá nghiệp rồi ha. Lên tới sàn diễn mà vẫn còn nặng nề. Hay hoặc là đôi vai hoặc là gồng gánh tất cả ha. Có sức người sổ đá cũng thành cơm. Quan Quy Kiên Giang. Rồi ok, chịu khó dễ như vậy 8 năm. Tôi chấm không khó đâu, nhưng mà tại em đọc tôi khó thôi. Rồi từ từ các bạn đợi hẹn xíu ha. Còn cái lô bài này nữa, nhưng mà thầy chưa có kịp để thầy ghi tên đó các bạn ha. Rồi ok, bây giờ tiếp theo. Bây giờ nè, cái vụ tên á, thầy sẽ bổ sung khi mà thầy quay clip để thầy đăng lên TikTok. Các bạn hiểu không? Hiểu không? Còn bây giờ đó là mình chấm, nhưng mà mình không có kịp ghi tên đó các bạn ha. Cho nên là bài của ai thì làm ơn vô nhận bà con. Rồi ok ha. Rồi bạn vẽ gì đây, mai mốt kêu thầy Nam không nhận bài biết sao không, bạn vẽ gì như bản nháp bạn nộp cho thầy. Trời ơi, mỗi lần in bài mỗi lần khó, mà in mấy cái bản nó không chất lượng gì, nó uổng lắm mấy bạn, thiệt lắm. Bạn Tuệ Minh lớp 5A2, ủa em mới lớp 5 hả? Ừ, lớp 5 châm chế được nha, nhưng mà lần thứ hai là không được nha, chưa nha, chưa Tuệ Minh 5 năm vẽ nét không mà xỉu ngang rồi đó nè. Như thế này nè, in một bài nó đáng một bài mấy bạn, đúng không? Bạn này bạn gì, bạn Diễm Nhi hả? Diễm Nhi đến từ đâu thầy không biết. À, em vẽ theo kiểu anime ha, nó ảnh hưởng anime nhiều quá, thành ra mà cái nét vẽ của em ứng dụng lên vẽ tranh truyền thần nó cũng giống anime vậy ha. Nhưng mà về cái cơ bản em tạo hình như vậy, về đường nét và đánh khối nó đã tốt về cái mảng truyền thần ấy, thành ra mình sẽ cố gắng hơn trong đây luôn nha. Ok, chúc mừng em. 10 không không 10 được, 9 năm thôi, 10 đi. Cái đó là thầy đang chiến đấu với lại bản thân của thầy mấy bạn. Đây nè, em vẽ ai đây? Cái này sao giống cô giáo cung cung ma kết quá vậy? 9.9 à, con người em ngộ quá, sao em ác đức ách nhơn quá vậy? Chơi Liên Quân không thầy? Không. Khổ mấy em, thầy là ai vậy? Thầy là con người nào đó xa lạ, thầy còn không biết thầy là ai. Ngộ mấy em. Mấy em sao á? À, mình tô á, em ơi em, bộ băng này mới bị đánh hay gì mà sao hai con mắt nó bị gì đây? Lấy trứng gà lăn vô nha. Rồi tiếp theo, mấy bạn ơi, mấy bạn vẽ một cái bài nó rất là khó, mà cái bài mình phải lên màu nữa, mà mình vẽ như rất là uổng. Biết sao mà uổng không? Thứ nhất á là mình tô màu, mình rất là kỹ lưỡng cái phần tô và vẽ, nhưng mà mình vừa vẽ trên giấy này nó rất là kỳ ha. Cái sai thứ hai của em là biết sai gì không? Cái mái tóc em nó bồng bềnh quá ha, vẽ cho nhỏ lợi về cấu hình, không biết cái hình mẫu là sao, nhưng mà cái hình em vẽ nó bị sai về phần đường nét, nó bị to quá. Như là cái nét của em vẽ có nhiều cánh không có liên kết được giữa hai màu. Cái thứ ba là lạm dụng cái cọ, mai mốt mình rửa cho nó sạch nha, cái cọ đang bị dơ hay giờ mình chấm lộn xộn màu dơ quá, chấm cho nó kỹ màu là vẽ cái màu vậy nó hơi dơ, màu xanh hơi rợ ha. Ok, hỏi ơ luôn. Mời mấy em, bạn ra ta mắc trật tự kìa thầy, bởi vậy khổ quá mà. Đây là ai? Cảnh sát cơ động hả? Là gì? Cái gì vậy? Việt Vũ hả? Đây là tranh các bạn, Việt Vũ vẽ rất là đẹp theo cái mảng truyện tranh đó các bạn nè. Minh họa truyện tranh bằng chi tiết và tả tới một cái những cái chi tiết cuối cùng luôn. Thầy chơi Free Fire không? Em có thể giải Free Fire mà, thầy cho em gớt môn liền tại chỗ liền. Khổ mấy em, Tuệ vào chở hả? Chào Tuệ ha. Ok, chào Tuệ, cái này đường nét rất là tốt nè. Kỹ càng như thế này nó quá ổn luôn nè ha. Như thế này mới là chất lượng được. Viết thư pháp đi hả? Lười quá mấy bạn ơi. Biết sao không? Hôm nay thầy mệt đó mấy bạn. Thành ra là la xong thôi nha. Hôm nào thầy rảnh thầy tặng thư pháp cho. Em ơi, thầy nghĩ là em nên nhà em giàu đó. Vì sao hả? Em mua Playcam hả? Sao em có cái góc quay như thế này đây? Thế là lấy hình trên mạng hay livecam của mình ha. Một trong những cách này rất là hay. À mấy bạn ơi, hiện tại thầy Nam bận rồi cho nên không có nhận bài online nữa nha. Sau 4-5 ngày sau đi rồi bắt đầu thông báo nhận bài tiếp. Ok chưa? Bây giờ đã 1.000 mấy bài rồi, không có chấm kịp đâu. Các bạn từ từ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Với lại thầy Nam bận đi công việc đột xuất đó các bạn, thành ra là không có thời gian để rep tin nhắn các bạn nữa, cho nên các bạn thông cảm giúp thầy nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ừ, vậy nha. Rồi tiếp theo đây, một trong những cái này xanh nhiều quá vậy em, chanh này xanh lè xanh lét vậy. Xanh này được nhưng mà em cho là thầy thêm cái cấu hình của cái khối của cái lá nha, quá đẹp rồi. 10 9 năm thôi mới được 10 đâu.
nhắn nhá chi tiết gần chút xíu nữa, để sau có nhưng nhắn nhá thêm chi tiết giúp thầy ha. Đây là một trong những cái phong cách vẽ màu nước thầy rất là thích, nên tập màu nước các bạn ha, để khi cái bài mình nó ổn hơn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn Lò Tiến Thịnh, bạn đến từ 26 Sơn La, chào anh em nha. Mỹ Diệu, sao nãy giờ Mỹ Diệu ồn ào quá vậy Mỹ Diệu? Một mình em ngồi lủng vách tường chưa đủ sao Diệu? Cho 9,9 điểm ha. Về cái mảng đồ họa truyện tranh đó các bạn dễ lấy điểm lắm. Còn bên cái ứng dụng chất liệu á là nó chuyên ngành hội họa, nó phải chấm gắt chút xíu đi cho các bạn nên người. Trời ơi, chấm đi cho lớn lên, chấm điểm thấp cho mau lớn ha. À, em ơi, em vẽ người mẫu đang mặc áo mưa hả? Sao mặc xuyên thấu vậy? Cái bộ đồ mà mặc mà thấy nguyên xuyên thấu như thế này là chỉ có áo mưa thôi em. Và áo mưa màu trắng, áo mưa trong suốt hả em? Em không tô tô màu luôn hả? Chà, xuất sắc luôn, em là ai? Tôi không có ghi tên em ra, em hên cho em đó. Thiết kế thời trang vậy nè, rồi mai mốt đưa cho người ta may đồ, người ta biết màu gì người ta may đồ. Cái người may đồ người ta tư vấn là thôi giờ mua cái vải trong suốt rồi mặc luôn đi. Không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. Vẽ Thùy Tiên hả em? Sao em vẽ cái vòng một là tôi nhìn tôi biết Thùy Tiên rồi. Em sợ tô màu lên người ta bị phát hiện phải không? Quá trời luôn. Nè, thầy cho em biết nguyên tắc chấm điểm của thầy nè. Thứ nhất, thầy luôn luôn đúng. Thứ hai, xem lại điều một. Ok. 5 năm. Ông già và biển cả. À, thầy nói này, bạn lấy lại cái tranh chép của cái anh này tên gì quên ta. Anh này hồi đó trước hình như thầy có gặp ảnh rồi. Ảnh minh họa bên mảng truyện tranh á. Với lại minh họa về mấy cái tác phẩm, với lại ảnh 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 vẽ mấy cái bên liên quan tới bút sắt á để tạo khối rất là ổn ha. Thì là anh này anh vẽ về cái tác phẩm này anh minh họa lợi ha. Nhớ này, khi mà mình minh họa được tác phẩm của một cái người mà vẽ rồi, làm ơn đi hãy ghi lại cái caption hay là một cái nguồn ha, chứ không thôi là chính tác giả người ta vô người ta kiện banh nát nước đừng nói nha. Khoảng cách ông già và biển cả. Ủa gì em? Ủa em, ông già chứ em ghi chữ O N H là đọc làm sao? Em ghi sai chính tả rồi nè em. Em thấy gì chưa? Cái này chữ gì vậy? Chữ O, chữ N, rồi chữ H rồi đọc làm sao? Chữ già đúng. Chữ và biển cả. Cái khoảng cách của mình tham quá bởi vậy nè. Nó không có chữ nào, nó ra chữ nào hết trơn á. Biển cả, biển cách cái cất chữ 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 cả nha. Âm cách âm, từ cách từ nha. Ok. Rồi ok ha. Ông đọc làm sao? Rồi cái này đọc làm sao? Tôi không thể nào tưởng tượng được một cái bài vẽ cho đến cái bước tô màu rồi mà còn bị sai chính tả, nó uổng quá vậy em. Rút kinh nghiệm giùm thầy nha. Trời ơi, uổng quá. Sai chính tả rồi, hỏng bức tranh rồi. Một điểm. Hư luôn bức tranh rồi, khổ quá. Quá trời mệt rồi. Đây nè, bạn vẽ hình như cái mấy cái vụ bong bóng tạo hình mấy bạn thích vẽ quá ha, nhưng mà bạn đánh ra được cái chất của nó nè, thấy không? Các bạn thấy không? Nó thật là kinh khủng. Tí nữa thầy ghi tên sao? Bạn này gỡ thầy cho nhiều bài lắm. Mấy bạn gỡ bài cho thầy mà mấy bạn gì nè. À quên, tới cái vụ này thầy nói luôn để thầy bóc phốt bạn kia tên gì quên rồi. Gỡ bài cái nói gì nè. Mình gỡ bài qua bên đây đúng không ạ? À? Xưng mình rồi nha. Thầy hỏi lỡ chứ. Ủa em học lớp mấy vậy? Dạ lớp 10. Cái quốc thêm câu nữa mới ghê chứ. Mình có thể gỡ bài được chưa ạ? À? Mình nha. Trời ơi thầy giật mình luôn, thầy tưởng là cái gì mà mình ơ ở đây nữa trời. Xưng mình nha, thầy giật mình luôn. Mai mốt là không được vậy nha mấy bạn nha. Ví dụ như á, người lớn á, nói chuyện thì mình phải xưng sao cho đúng giai giới nha. Trời ơi, nhắn tin với thầy giáo mà xưng mình, hỏi lớp mấy lớp 10. Mà gỡ bài cho ai chấm, cho thầy chấm. Mà lại xưng mình. Ngộ quá ha. Ngộ quá ha. Sao giờ ngộ quá ha. Giới trẻ bây giờ nhắn tin ngộ quá ha. Lạ lùng ha. Bạn vẽ về cái mảng chơi kiểu người dân tộc á, ở trên Tây Nguyên các bạn ha. Vì cái mảng tạo hình này rất là tốt, xuất sắc, thầy rất là thích cái kiểu này. Nhưng mà thầy góp ý cái nè,
mình còn nhỏ cho nên mình vẽ về cái kiểu thiếu nhi, cho nên là cho điểm theo khuyến khích tinh thần thôi, chứ kiểu mảng bố cục người á các bạn né lắm, thường các bạn vẽ người không tốt á, các bạn toàn vẽ người que không à, còn ở đây nè bạn chịu khó bạn vẽ ra được cái người như thế này luôn nè ha, rất là tốt. Ok 8 năm quá trời rồi. Rồi em vẽ bản nháp em nộp cho tôi hả? Cái này là ký họa rồi, cái này bản nháp rồi, nó đâu phải bản hoàn chỉnh đâu. 5 điểm, 5 năm. Nhưng mà nếu như bài thi nộp bài là thầy cho rớt thẳng đó nha. Cái này chỉ là phát nét thôi chứ phải là hình. Rồi hết rồi mấy bạn. Rồi ok, để thầy cho các bạn xem lựa tất cả các bài chấm của hôm nay ha. Hồi ơi quá trời mệt rồi. Cảm ơn các bạn tặng tiền, tặng hoa, tặng quà cho thầy nha. Cảm ơn các bạn ủng hộ bánh tráng của thầy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Khổ mấy em. Ai, trời ơi, sao đẹp quá vậy? Sao mấy em vẽ đẹp quá vậy? Hả? Mấy em vẽ đẹp quá vậy? Chính vì sai chính tả trong một cái tác phẩm như thế này là coi như đã hủy hoại luôn cái tác phẩm của mình rồi ha. Cho nên đối với thầy nó không còn là cái giá trị nữa. Là một cái bức này nó bị hư rồi. Ha. Chứ đừng nói sao? Trời ơi, ông này ông không biết chấm. Ông phải là thầy giáo không vậy? Chấm một điểm. Muốn chấm sao chấm là không phải nha. Mệt chết. Hả? Thôi này cho 10 đi. Ủng hộ tinh thần hết luôn ha. Chất liệu màu nước là khuyến khích. Em ơi mai mốt đừng đừng mình đừng có vẽ cái vụ mà cái đường xéo, xéo xéo xuống như thế này nha. Một trong những cái bố cục mà hả? Thầy thầy kêu thầy 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 bỏ qua một bên đó. Vẽ như vậy là bị sai bố cục nặng lắm đó nha em. Cái bài này bị bài này 7 năm hả? Ok 7 năm vừa rồi. Bài này 9 năm đi. Ha. 9 điểm thì nó thiệt thòi quá. Nè, bài này về nét thì 10, bên mảng truyền thần ha. Bài này 5 năm được. Rồi ok. Bài này 10 ha, xứng đáng ha. Nè mày mà không. Mệt cũng chết. Mệt cũng chết. Bữa nay thầy mệt quá thầy không có điểm danh mấy bạn nha. Bớt lên số đó bài lại giùm đi. Mắc cười Ronaldo quá thôi mà chịu khó vẽ cho 7 năm đi, củng cố tinh thần đi. Thôi bạn buồn. Mệt ghê á, tội nghiệp cái bà mà Duy Ngọc Trai ghê. Có Duy Ngọc Trai mà nó vẽ lợn, nó vẽ còn không đúng chỗ nữa. Đó, thấy không? Tiêu vẽ đẹp quá nha, Tiêu ơi nha. Vẽ đẹp quá nha, Tiêu. Mr. Bean. Quá trời luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem like của thầy nha. Cảm ơn các bạn đã thả tim, tặng hoa, tặng quà cho thầy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý phụ huynh, các anh chị đồng nghiệp, các bạn sinh viên, học sinh. Các em nhỏ đã xem like của thầy và chờ mong thầy ha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ những sản phẩm mà thầy bán ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Rồi ok. Hôm nay thầy đi công việc á, với lại chút xíu thầy có công việc thầy đi liền á. Thành ra hôm nay thầy xuống like sớm. Cho nên là xem xong thì mình sẽ xuống like luôn ha. Rồi hẹn mọi người vào ngày mai 8 giờ. Lên like chấm bài online tiếp. Tranh thủ chấm online. Chấm thôi bài nhiều quá. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn gỡ bài cũng à, cảm ơn các bạn đã gỡ bài về cho thầy luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi. Cảm ơn các bạn. Xin chào mọi người, bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha chưa. Tặng cho mọi người một câu thơ nè. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, thấy trong nhà đồ đạc vẫn còn nguyên. Rồi ok, ngày mai đi học vui vẻ, mát mẻ và đầy năng lượng nha mọi người. Bye bye mọi người.